Thưa quý vị, tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường để bày bán hàng hóa kinh doanh diễn ra ngang nhiên. Điệp khúc xử lý rồi tái diễn cứ lặp đi lặp lại và được ví như là bắt cóc bỏ dĩa. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần nghiêm túc xử lý nhằm lặp lại trật tự, đảm bảo mỹ quan đô thị. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là hình ảnh camera ghi lại tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, đánh lưu đồng gây ô nhiễm không khí tại khu vực số 25 đường Điện Biên Phủ, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Gia đình bà Trần Thị Thêu nhiều lần phản ánh đến các cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết triệt để. Ủy ban nhân dân phường chỉ trả lời bằng văn bản chung chung và tình trạng vi phạm vẫn diễn ra và chỉ tạm ngừng khi có bóng dáng lực lượng quy tắc đô thị. Họ làm thường xuyên cả năm. Đó, mà chỉ có nghỉ mấy ngày sau Tết này thôi, chứ còn thường là một năm là làm đều. Không có ngày nào mà không đánh hết. Đó, mà gia đình tôi về đây ở là 4 năm rồi là tình trạng nó vẫn xảy ra thường xuyên. Lấn chiếm thì họ chỉ kê các cái ra tới cái vạch trắng này này. Họ kê ra tới cái vỉa hè đây là lấn chiếm cái đường của nhân dân đi. Đó, còn là họ làm cái đánh cái chất đồng nữa là nó rất là ảnh hưởng. Đường Điện Biên Phủ nằm trong số những tuyến đường nghiêm cấm dùng vỉa hè buôn bán, gia công và sản xuất hàng hóa. Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê cũng có chủ trương đưa tuyến đường này là tuyến đường kiểu mẫu. Tuy nhiên có thể dễ dàng bắt gặp rất nhiều các hộ kinh doanh bất chấp quy định pháp luật lấn chiếm lòng lề đường. Ủy ban nhân dân phường sẽ tổ chức lực lượng ra quân xử lý những trường hợp nào mà cố tình chạy thì không chấp hành theo quy định đó, thì sẽ tiến hành xử phạt, sẽ kiên quyết xử phạt những hành vi lấn chiếm vỉa hè để một góp phần chung tay với Ủy ban nhân quận Thanh Khê xây dựng cái tuyến đường Điện Biên Phủ là tuyến đường kiểu mẫu. Không chỉ xảy ra ở nơi tuyến phố, nhiều khu chợ trên địa bàn Đà Nẵng tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh rất phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị, gây ách tắc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Nói chung là không có ngày nào không có, mà trường hợp ví dụ như có công an hoặc là bên chỗ xung kích lên đây là nó dẹp xong rồi nó cũng tụ tập lại như mọi người để xe ngoài đường nó vô chợ. Để gìn giữ hình ảnh văn minh đô thị cho thành phố Đà Nẵng, chính quyền các địa phương bên cạnh việc tăng cường xử lý nghiêm vi phạm theo đúng trách nhiệm thì cần lắng nghe ý kiến nhân dân, tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cộng đồng.